Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Cao Khoa Gamena. Nội dung clip ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái chỗ câu mình thấy khá là lý tưởng nha các bạn. Chỗ câu này câu toàn là bóng to mà mình đã câu thử rồi ha. Chỗ câu này mình biết được nhờ một cái fan ở trên kênh YouTube của mình á. Các bạn hãy ra ngoài cái ngọn hải đăng á, sẽ có một cái quán, các bạn đi cặp quán nha. Qua tới một cái hàng rào, rồi các bạn nhảy qua cái hàng rào này ha, rồi các bạn câu thử hay xem coi đúng như lời mình nói không ha. Theo như mình câu á, thì mình thấy đây là khoảng là trên 90% á, là chúng ta là câu ra dính những con cá là bóng to các bạn. Cá bóng to xuất hiện ở đây rất là nhiều luôn nha các bạn. Và nếu các bạn xuyên á, các bạn có thể cài tiền ở đây một ngày là mấy chục ngàn tiền là chuyện bình thường ha. Cá ở đây đa số là khoảng từ tầm 80 đô tiền sao trở lên không đó các bạn. Cái xác suất để ra những cái con cá nhỏ tiền ít á, rất là ít luôn nha. Đó đó, các bạn thấy không, bóng là từ cỡ đó trở lên không á. Nói chung là bóng là từ cỡ con cá chép trở lên không á các bạn. Đó, các bạn cứ kiên nhẫn, các bạn cứ ngồi câu ở chỗ này nha, một hồi các bạn sẽ thấy bóng của những con cá này ha. Mới vô có lẽ là chúng ta sẽ câu khoảng gì đó 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 đó, các bạn thấy cái bóng không? Đó, rất là hồi hộp luôn nha các bạn, rất là hồi hộp luôn nha. Đó, bóng như vậy không đó các bạn. Đó, các bạn thấy không, cái này rất là ngon luôn nha. Nó vẫn có cá nhỏ, nhưng nó vẫn có cá nhỏ chứ không phải là cá lớn, cái bóng lớn tuyệt đối 100% nha các bạn. Nhưng mà cái cá nhỏ nó là mình bắt được rất là ít luôn á. Theo mình câu ở đây khoảng là tầm 10-15 phút á. Đó, đây là cài tiền ha, rất là ok luôn nha, cho các bạn nào mà chưa biết luôn á. Đó, bạn nó để đó không, để cài tiền đó, chỗ này để cài tiền đó. Đó, các bạn thấy bóng không? Đó, bóng vậy không đó các bạn. Đó, thấy không, 80 không à, cái đô nó khoảng tầm là từ tiền từ 80 không đó các bạn, rất là ngon luôn nha. Các bạn có thể, những cái bạn nào biết cái chỗ này rồi thì mình có thể tạm qua cái video này ha, còn những bạn nào chưa biết thì có thể nhanh chân đến cái chỗ này để coi thử ha. Hồi nãy mình câu á, mình nói chỗ này bóng to quá trời luôn, một hồi nha, có khá nhiều bạn lại đây câu luôn các bạn, những cái người bạn lạ, tại vì mình trên chat cho nên chat á, những các bạn có thể bỏ qua. Nó có, mình nhắc lại một lần nữa nha, nó có bóng nhỏ nha các bạn, nó có bóng nhỏ nha, nó vẫn có bóng nhỏ, nhưng mà cái bóng nhỏ ở đây nó rất là ít luôn, thật sự nó rất là ít luôn, toàn là bóng to không à. Cái bóng như thế này nè các bạn có thể bỏ qua ha. Đó, nhưng ở đây thì mình sẽ câu luôn. Chỗ này rất là ngon luôn ha. Hiện tại thì cái điện thoại của mình nó cho hết pin á, khi còn nếu mà còn pin đầy á mình sẽ cài khó các bạn không. Các bạn thấy cái bóng không, ghê cái bóng chưa, bạn nó vừa bị đứt dây câu luôn đó. Đó, bóng dữ lắm, đã luôn các bạn. Những bạn mà mới đến kênh của mình nhớ ấn vào biểu tượng đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận cái thông báo của video mình thoải mái của tất cả các bạn ha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Những bạn trong thời gian vừa qua đã đăng ký ủng hộ kênh của YouTube của mình á, mình cảm ơn những bạn đó rất là nhiều. Đó, các bạn thấy cái bóng không, bóng câu rất là nhiều tiền á. Đối với những con đó bóng rất là to, đối với những cái con mà bóng nhỏ á, bóng nhỏ các bạn có thể bỏ qua, các bạn có thể là không câu luôn á, chỉ mất công ha. Đó, mình bỏ qua luôn, các bạn thấy không, mình lợi những con bóng to mình câu. Câu đây là một hồi ngồi là câu, là câu liền luôn á nha, không phải chơi đâu, liền luôn á. Có một số bạn hỏi mình á là thường thường anh làm video vào mấy giờ á, thì mình cũng nói cho các bạn biết luôn ha, mình làm video vào khoảng từ tầm 5:15 hoặc 5:30 ha, cho đến 6:30 ha. Đó, mình thường làm vào cái khung giờ đó. Còn những cái video nào mà mình làm á, thường thường xuyên, còn những trong cái khung giờ ban ngày mình vô được cái giờ nào thì mình làm theo cái giờ đó thôi, chứ mình không có làm cố định ha.
tại hiện tại thì game đang bảo trì mà do đó không có biết cái giờ chính xác để cho các bạn biết được. Thì thật lòng xin lỗi các bạn á. Mình bạch tuộc nguyên mượn luôn cả, sướng chưa nha. Các bạn cứ câu ở đây khoảng tầm ha, một tiếng đến 2 tiếng đi, bắt đầu xem tiền của nó là dữ lắm tiền luôn. Nói về việc bạn bè thì bên nhóm bạn của mình nó đã đầy rồi ha, nhưng bạn nào nè, như mấy những người bạn này nè, họ không có kết bạn được với mình á, họ không kết bạn được với mình nhưng mà họ vẫn theo dõi mình á để họ chơi cùng mình đó các bạn. Tại vì bạn danh sách bạn bè chỉ cho có 100 người thôi mà bây giờ đã full rồi, đã full rồi nên không kết bạn thêm được nữa. Mình không thể nào mà lọc bỏ những cái người bạn trước ha để đón những cái người bạn mới ha, những cái người bạn cũ đã đồng hành với mình từ lúc khi lập kênh á, do đó mình không thể bỏ nha. Đó các bạn thấy bóng không, nó bóng như vậy không đó các bạn, bóng nhỏ rất là ít luôn, câu mà riền luôn á, câu mà riền luôn á. Theo mình nghĩ á, 10 con bóng to chỉ có khoảng tầm 1-2 con bóng nhỏ thôi. Hiện tại thì mình đang bị cảm nha, mình đang bị cảm cho nên cái giọng nói của mình á nhiều lúc á không có được nghe rõ cho lắm á, mong các bạn thông cảm ha. Mình đang bị sổ mũi á, mình đang bị sổ mũi á. Các bạn cứ đến đây câu đi thử xem cái lời nói của mình có đúng hay không ha. Thật sự là toàn bóng to thôi, tiền cũng nhiều nữa các bạn, tiền cũng nhiều nữa á. Clip mua cái nội thất cho nhà 21k các bạn. Hiện tại là không thể tổ chức cái mini game quá trời nhiều và nên tốn cái khá nhiều cái kim cương á, kim cương nghĩa tiền á. Đó, mình nói rồi, tiền cá thu được đó là từ 80 trở lên á, rất là nhiều luôn. Các bạn cứ bỏ ra những cái bóng nhỏ, các bạn câu những cái bóng lớn đi, câu cho này rất là ngon. Ở đây các bạn có thể là dùng những cái cần câu thường ha, đó để câu nè. Nè, hoặc là cái cần câu công việc á, các bạn câu cái cần câu công việc thấy cái chi phí sửa chữa cho nó ít chút ha. Đã câu được những con cá ở đây rồi. Và theo mình biết có một số bạn nói là ở đây là có cá mập đó nha các bạn. Đó, bạn có nói cài cá to nữa kìa thấy không? Toàn cá 10 tiền không các bạn thấy không? Toàn cá 10 tiền không? Đó, phê chưa? Phê chưa, phê chưa? Nói thật mà khi vào game mà có những cái người bạn mà đồng hành với mình như thế này các bạn, mình rất là vui luôn á. Vào game được đón tiếp tổng nhiệt như thế này nè. Mặc dù những bạn muốn là đến cùng mình để được quay video, để được lên sóng á, được hay không các bạn gọi là để được lên TV á các bạn. Nhưng mà những cái lúc mà mình không có quay video, mình đi kẹt tiền thôi, nhưng mà các bạn vẫn vui đông lại với mình như vậy đó. Thật sự mình rất là cảm động luôn á. Khi những bạn nào xem được cái clip này, nhớ chia sẻ clip này cho bạn bè biết ha, để chúng ta có một cái chỗ câu lý tưởng nữa để giúp nhau kiếm tiền trong cái tựa game này ha. Đó, thì chúng ta có thể là mua những cái vật phẩm theo cái ý muốn của mình rồi. Bóng dậy không đó các bạn, hỏi sao mà nó không sướng. Đó, các bạn thấy tiền không? Từ là 80 đô trở lên không, các bạn nghĩ đây thì trong một tiếng mà 80 như vậy đó thì cho một các bạn là một tiếng như vậy và các bạn câu được khoảng tầm bao nhiêu con, mà một con và 80 như vậy các bạn có thể tính tới ha. Những cái bóng nhỏ chúng ta có thể bỏ qua, cái bóng lớn là từ khoảng tầm 80 tiền trở lên không á. Hiện tại thì có rất nhiều bạn đang đến cái chỗ câu này để câu ha. Các bạn biết sao không? Tại mình chat ở trên cái nhóm chat á, tụi mình nói là cái chỗ này câu đó toàn là cái bóng to á, nên các bạn thấy cái chữ chat đó các bạn cũng tìm đến để các bạn câu luôn á. Bóng ghê không các bạn?
Đó, càng ngày càng đông người rồi đó các bạn. Càng người đông người, thế là tàn rồi kìa. Thấy đông người quá. Thấy đông người quá và nó tàn. Càng người càng càng ngày càng đông người á, nó fan của mình thôi là chiếm khoảng 80% mà. Đó, các bạn thấy cái bóng rồi kìa. Hả, tiếc cái bóng chưa? Thật tiếc cái bóng của bả chưa? Thứ gì chịu nổi không các bạn? Đó, bạn bè của mình đang đến một ngày càng nhiều hơn đó các bạn. Những cái người bạn này đã qua game được á, nên họ đến á. Đó, ghê chưa? Tại danh sách bạn bè của mình chỉ các bạn được full 100 thôi ha. Chứ nếu mà các bạn được trên 100, các bạn còn thấy bạn bè đến nó còn nhiều nữa. Nhóm câu cá to các bạn thấy không? Nhóm câu cá to. Đúng là nhóm câu cá to rồi đó bạn. Các bạn mà xuyên cài, các bạn chịu cài chỗ này coi, các bạn câu cá thử là khoảng tầm chừng vài giờ coi, các bạn nghĩ thử coi sẽ ra được bao nhiêu tiền ha. Tiền dữ lắm á, một con là 80 thôi là cũng ngon nữa. Bạn thấy đi, ít lắm những cái con mà dưới 80 tiền là sao, rất là ít luôn nha. Rất là ít luôn á. Những cái bóng nhỏ chúng ta có thể bỏ qua ha. Đó, như những cái bóng này nè, mình có thể mà mình bắt luôn á. Mặc dù là có thể là ra được 80 hoặc là dưới 80, có thể là siêu là chúng ta dính cá chép á. Nó yêu những con cá gì nè, nó là chúng ta thấy là không không ngon rồi đó các bạn. Nhưng mà cá nhỏ như vậy để chúng ta câu rất là ít luôn, thậm chí là bóng to không à, tiền nhiều nhiều không à, nên các bạn cứ yên tâm để đến đây để câu thử đi ha. So với những cái chỗ mà cài tiền á, thì mình thấy là cái chỗ này là không thua cái hôm ton của chúng ta đâu. Chỗ này cài tiền rất là ok luôn ha. Không biết là trong thời gian tới không biết có cái chỉnh sửa lại cái chỗ này hay không ha. Chỉnh sửa lại giống như là cái tỷ lệ ra cá lớn á, chỗ này cũng không biết là có chỉnh sửa lại không ha. Nếu mà có chỉnh sửa lại á, là chỗ này rất là tiếc luôn á. Mình thấy có một vài chỗ đã bị chỉnh sửa lại các bạn, cho đó cái tỷ lệ mà ra con cá to nó rất là ít luôn á. Những bạn mà mới chơi lúc đầu á, chơi lâu thì chúng ta có thể là câu chính được cá to ha. Nhưng mình thấy là có một cái phần thiệt cho những bạn mà chơi sao á, vì game đã sửa lại những cái chỗ mà ra cái tỷ lệ cá nhiều quá đó. Thôi, nội dung clip của mình đến đây là hết rồi nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái clip sau ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.